Sáng nay mùng 10 tháng 6, Hội chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch những giọt máu hồng hè và chương trình hành trình đỏ năm 2024. Tại ngày hội đã có hơn 600 cán bộ công nhân người lao động thuộc các công ty xí nghiệp và người dân tại khu công nghiệp Tăng Lòng đăng ký tình nguyện hiến máu. Kết quả 386 đơn vị máu được tiếp nhận, Toàn bộ số máu thu được sẽ chuyển về Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, phục vụ cho công tác cấp cứu điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện. Chiến dịch Những giọt máu hồng hè trọng tâm là chương trình Hành trình đỏ năm 2024 tại Lào Cai, dự kiến khai mạc vào ngày 2 tháng 7 tới. Dịp này, toàn tỉnh dự kiến vận động hơn 1.300 lượt người tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận hơn 750 đơn vị máu.